Rồi, xin chào tất cả quý anh em nha. Hôm nay thì shop Trần Đạt xin giới thiệu cho anh em một cái sản phẩm mà mình thấy là rất là nhiều xe của anh em nó bị xấu cái này luôn. Thì anh em kiếm nó cũng khó kiếm được hàng zin. Thì hôm nay không những là mình kiếm được cho anh em hàng zin mà nó lại còn của Nhật cũng nha. Đây, đây là một cái quả đào của Dream Thái hay nhiều anh em gọi là logo bẩn ha. Thì cái logo này á, thì nó gắn ở trên cái bẩn của xe Dream Thái nha. Super Dream thì nó cái bẩn nó là cái gắn vô cái tem. Còn Dream Thái á, thì cái bẩn của nó sẽ làm gắn vô cái logo quả đào như này. Đấy, thì đây, đây là cái quả đào mình đã xé ra cho anh em rồi. Thì quả đào này nó sẽ có kèm theo ba cái phe cho anh em luôn nha. Để ba cái phe để anh em chúng ta về anh em cài vô đào luôn, nên là anh em yên tâm. Thì đây, đây là cái logo đào, cái logo bẩn này anh em thấy không? Nó sẽ có chữ Icono Power. Thì anh em chúng ta chơi Dream thì anh em cũng không còn xa lạ gì với cái chữ này nữa rồi. Đó là đây là số 2 của con ký hiệu của xe Dream Thái. Thực ra Dream Thái hay là Dream tem hồng anh em, nó đều có cái logo này hết nha. Đó. Đây. Phía sau nó sẽ zin, hàng zin này nó sẽ có chữ là GN5 này. GN5 kiểu 1 này. Đó nha. Zin nha. Và cái màu của hàng zin nó sẽ nó rất là xanh. Cái này nó xanh lắm, nó xanh và nó trong và nó sáng lắm. Còn nếu mà cái hàng lô thì nó sẽ rất là sậm màu, nó không có được xanh như thế này đâu. Nó sẽ xanh mà nó xanh đậm. Xanh đậm lắm chứ nó không có xanh nhạt thế này. Và cái chữ Icono Power này thì anh em thấy rồi ha, nó sắc nét và nó liền nét với nhau, nó không có bị khực, nó không có bị xấu nha. Cái nét nó thấy không? Nên là cái nét đó nó không có dính chùm với nhau nha anh em. Rất là đẹp và cái độ bóng thì nó khỏi bàn ha. Độ bóng thì khỏi bàn rồi. Và vào phía sau nó sẽ có chữ GN5 này. Nên là anh em yên tâm. Thì cái này nó tặng thêm cho ba anh em ba cái phe cài luôn. Về mình chỉ có việc gắn vô là mình xài thôi. Đó. Thì thực sự luôn mình thấy xe của anh em á, một số xe thì nó vẫn còn được. Nó vẫn còn xài bình thường, nó không có bị gãy chân gì luôn. Gãy chân cũng có nha. Nhiều xe ba chân gãy hết chân, hoặc là hai chân. Gãy vẫn có anh em dán keo lại nhưng mà nó bị lòi ra anh em, nó hở ra rất là xấu. Thứ hai á là cái lớp xì này. Nhiều xe anh em xài lâu quá để ngoài nắng ngoài mưa á, sẽ bong cái lớp xì ra, bong cái lớp sơn này ra luôn. Đó, nhìn nó rất là xấu. Và thứ ba á là anh em bị va quẹt vô nó chảy ha, chảy rất là nhiều. Còn nhiều xe thì nó rớt gãy ba chân này, rớt mất tiêu đâu luôn, không thấy luôn. Đó, nhiều xe nó còn một cái ba lỗ không à, không có cái logo đâu hết thì nó cũng rất là xấu ha. Thì cái này mình khẳng định với anh em là hàng Nhật, hàng xịn luôn. Đó, là made in Japan nè, cho nên là anh em yên tâm, anh em về là anh em vô xe thì nó quá đẹp rồi. Cái này hàng lô nó bán cũng đã 100.000 đó anh em, tính hàng zin có 200 mấy thì cũng rẻ nha anh em, cũng không đắt. Đó, 250 mà anh em chúng ta cái này anh em xài bền, nó hàng lô nhiều. Cái này anh em xài nó không có bị bong chóc vớ vẩn. Còn hàng lô anh em xài mấy bữa là nó bạc màu hết à, tại vì cái bẩn anh em đi ngoài nắng ngoài mưa là nó đều chịu hết nha. Cho nên là mình tham khảo ha. Với lại một số cái anh em do là cái khuôn nó không chuẩn á, ba cái lỗ này nó bắt vô chặt lắt với cái lỗ của bẩn luôn. Và cái chân này này, ba cái chân này này bắt vô chặt lắt luôn. Đó, thì mình phải coi xem mà cái đấy nó có chuẩn hay không mình mua ha. Đó, còn cái bên Đạt thì Đạt khẳng định với anh em là chuẩn hàng. Đó, cái màu từ màu sắc cho tới góc cạnh, đường nét của nó đều rất là đẹp và rất là chuẩn. Mình mua về là chỉ có xài thôi nha, không phải lo. Rồi, anh em nào chúng ta cần thì anh em có thể liên hệ với Đạt số điện thoại 0915 434 973 hoặc là anh em có thể nhắn tin qua Facebook, qua Zalo hoặc là nhắn tin qua SMS cho shop nha. Đó, thì cái này bên mình có cung cấp sỉ luôn. Anh em nào lấy sỉ thì mình sẽ có giá cực kỳ ưu đãi cho anh em thôi nha. Rồi, cảm ơn quý anh em rất là nhiều ha.